Bây giờ mình thực hiện test hoạt động bộ cơ cửa B đài Sony combo đen CFS710SI. Bộ cơ này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, 500.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Video trước đã mời mọi người xoay và đặc biệt là cái chân để lắp cái bánh tì này. Đây. Đấy. Đây là cái trục sắt này, quan trọng nhất là cái trục sắt để lắp cái bánh tì này. Đấy, lắp cái phanh ở bên ngoài không phải bôi keo, nó còn rất chi là tốt nhá. 500.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, đã thay dây cura, bánh tì, bánh trung gian là vòng cao su đã thay mới và đã cân chỉnh về, chỉ có cắm vào phên vỉ là nó nói thôi. Bây giờ mình test hoạt động của nó luôn. Thì bộ cơ này do người nông dân cân chỉnh, bởi vậy âm sắc nó mang một màu sắc thôn bản, khi thưởng ngoạn thì các đồng chí cũng lượng thứ cho. Chạy êm vân ái nhá, chạy êm vân ái. Thank you.
Tua này. Tua này. Thôi, dừng video ở đây. Để đóng hàng để gửi cho người anh em ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thân ái chào tạm biệt.